mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có lại đây, với lại đừng có đụng vô mấy cái chén đĩa này. Bộ con thấy là cả ngày mẹ rảnh quá hả, cho nên là kiếm chuyện cho mẹ dọn đúng không? Mẹ ơi con sợ. Bạn đã từng vì chút chuyện nhỏ mà cắt gọn mối người thân của mình chưa? Trong ấn tượng của tôi, phạm lỗi là nhất định sẽ bị mẹ mắng. Mẹ... Đau đi. Trời đất ơi, con làm gì vậy anh? Có đôi đũa như vậy làm cũng không xong à? Con bao nhiêu tuổi rồi con biết không? Làm ăn cái kiểu gì kỳ cục vậy? Con gái mà hậu đậu ghê vậy đó. Dạ con xin lỗi mẹ, con không cố ý. Tối ngày chỉ lo chơi hả? Không cố ý cái gì? Bộ thấy tôi ở không lắm phải không? Rồi bày chuyện cho tôi làm vậy đó hả? Mình lớn rồi mình phải biết tự lập, mình phải biết làm cái này cái kia cho quen đi chứ. Bực mình ghê luôn. Bây giờ sao đây? Con đi hoài mà không tới như vậy rồi sao đi được hả? Mệt lắm rồi đó, mày không có đi nổi nữa đâu. Bây giờ nhiều đường giống nhau á, con không có nhớ. Cái gì con cũng không nhớ hết, sao kỳ cục vậy hả? Con mới lớn rồi con phải tập trung vô chứ. Đi hoài không tới như vậy nè, rồi đi đâu nữa? Đi về luôn đi. Không sao đâu con, lần sau á con cẩn thận hơn. Bây giờ hai bà cháu mình á trở vào phòng chơi đồ chơi tiếp nha. Dạ. Không biết từ khi nào tôi cũng biến thành người phụ nữ chanh chua trong mắt người khác. Anh Lộc. Ủa, có chuyện gì vậy em? Sao nửa tiếng trước á em kêu anh bỏ vô lò vi sóng cho nó nóng, mà bây giờ này sờ vô lạnh ngắt như này nè. Mấy cái chuyện cỏn con này anh cứ để em nói hoài à. Anh làm không xong mấy này nữa thì mai mốt anh ra đường anh làm cái gì nữa anh Lộc? Em à, em bình tĩnh lại đi. Em có cáu gắt lên như vậy á cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu em. Chi bằng á sau này á có vấn đề á thì mình tìm cách giải quyết được không em? Lần đầu tiên có người nói với tôi xảy ra vấn đề nên đi giải quyết. Mẹ ơi, trưa nay mình ra ngoài ăn nha. Lâu lắm rồi nhà mình chưa ra ngoài ăn á. Ừ, con hỏi Giang á thích ăn gì, nhà mình cũng đi nha. Em, trưa nay muốn ăn gì? Dạ, ăn gì cũng được. Giang à, đường này đi tới quán đúng không con? Nãy giờ đi nửa tiếng rồi mà không tìm thấy đường ra, giờ biết sao giờ ta? Dạ, em xin lỗi à, tại vì hồi nãy em lỡ nhìn ra cửa sổ á, cho nên là bị lố mất đường mất tiêu rồi. Em không biết là đi đường nào nữa, giờ bị lạc mất rồi, em xin lỗi. Con xin lỗi mẹ. Mọi người cứ la con đi ạ. Em xin lỗi. Em à, không sao đâu. Không tìm thấy đường ra thì mình sẽ tiếp tục tìm nữa. Đường sai á thì mình đi lại, không ai trách em đâu. Làm gì không có người phạm lỗi, đúng không cháu yêu? Dạ đúng mẹ ạ. Mẹ nói phạm lỗi không phải sợ ạ. Mẹ ơi mẹ đừng sợ nha, chúng ta sẽ bắt đầu lại mà. Con gái yêu à, để ba với mẹ chở con đi hóng gió thêm nữa nha. Dạ ba. Đi thôi. Hóa ra khi chúng ta lỡ phạm sai lầm, ngoài sự chửi rủa và trách móc còn có sự quan tâm và che chở ấm áp. Cảm ơn mọi người đã khiến con học được cách thay đổi dần một tốt hơn.